Rồi, xin chào các bạn. Sáng hôm nay mình sẽ khui họp một cái laptop Dell mới các bạn, để mình bung Windows ra và mình cài thêm một số phần mềm cần thiết cho văn phòng, để mình giao cho khách hàng các bạn. Thì ở bên ngoài nó có một số cái thông tin cơ bản của máy đây. Các bạn thấy là Dell Vostro 153510 nè các bạn. Rồi nó đang chạy là nó đang có thông số cái thực cơ bản, nó là nó có ghi đây nè bạn, i7-1165G7 nè, 8GB RAM 4 nè, SSD 512 nè, màn hình 15.6 Full HD nè các bạn. Rồi sạc là 65W. Rồi nó có cái wifi bluetooth nè, màu đen nè các bạn. Nó có cả Windows 10 Single Liquid các bạn, và Office Home. Rồi card mình là 2GB MX 350. Rồi. Thì cái laptop này là giá khoảng tầm 25 triệu đó các bạn. Đó. Rồi, đây là cục sạc nè các bạn, 65W Dell. Cái đầu dây nguồn. Rồi, cái laptop này thì nó rất là mỏng luôn các bạn, và nó nhẹ nữa các bạn. Cái laptop này nó nặng có 1.69 kg thôi, rất là nhẹ và mỏng các bạn. Và nó sở hữu thông số kỹ thuật cũng khá là hoành tráng. Với Core i7 đời thứ 11 này các bạn, RAM 8GB RAM 4 nè. Có khả năng nâng cấp thêm các bạn ha. Rồi. Màu đen các bạn, và nó có vân vân nè. Cảm giác nó rất là đẹp các bạn, và sang trọng. Đó. Rồi SSD 512 nè. Rồi có cả Windows 11 luôn các bạn. Chạm hình 2GB luôn. Nói chung là làm văn phòng và đồ họa nhẹ là tuyệt vời các bạn. Rồi, mỏng, nhẹ. Rồi, ở cái biên bên trái thì các bạn sẽ thấy có là cái cổng sạc này các bạn. Rồi, cổng HDMI nè. Rồi, cổng USB nè các bạn. Hai cổng USB. Rồi, ở biên bên phải á, thì các bạn sẽ thấy có cái khe đọc và thẻ nhớ nè. Rồi USB nè bạn, và cái cổng gắm mạng LAN nè các bạn. Rồi cái cổng để chúng ta kết nối với tai nghe. Rồi đây là cái lỗ để chúng ta khóa lại. Đó. Các bạn thấy cái màn hình 15.6 inch, tuy nhiên mà cái viền của laptop này các bạn, nó rất là mỏng, nên cái cảm giác máy, các bạn nhìn vô cái máy nó giống như là cái máy 14 inch vậy các bạn. Nó rất là nhỏ gọn các bạn. Và màn hình 15.6 thì khu vực bên đây nó sẽ có thêm cái dãy phím số nè. Giúp cho thao tác văn phòng hay là mấy bạn là làm kế toán á, thì rất là hữu ích luôn các bạn. Rồi Nvidia cạc rời. Rồi đem coi i7. Rồi đây là vị trí vân tay nè các bạn. À, hay chưa. Mình không có chuyên làm laptop các bạn, mình chuyên làm máy trạm với lại máy văn phòng thôi, nên khi mà review bên laptop á thì mình chỉ nói đại vậy thôi các bạn, những cái gì mình biết mình nói ha. Rồi để các bạn có thêm thông tin để các bạn tham khảo thôi. Hay dở thì các bạn thông cảm nha. Rồi thì bấm khởi động đây luôn các bạn. Thì cái máy này nó có sẵn Windows 11 Single Liquid rồi các bạn. Nên bây giờ mình sẽ thao tác một vài bước ha, để cho nó vào Windows thôi. Phải phải cài các bạn. Đây mình chỉ cài thêm ví dụ như Zalo nè, rồi trình duyệt cốc chẳng hạn, vân vân, một số cái ứng dụng cần thiết theo yêu cầu của khách hàng các bạn. Rồi Windows 11 luôn. Rồi, wifi.
cái phần mà con chuột này các bạn. Đó, tôi bắp nè, rất là to luôn, to rộng, phải làm giống như mắt 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 bút vậy đó các bạn. Đó, và cái vỏ này các bạn thấy là nó vân nhám 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 đây nè. Đó, tạo cảm giác rất là sang trọng và đẹp các bạn. Nhưng cái này không biết có bám bụi nhiều hay không. Mà mình thấy cái khe mà vân nó xuống á, thì nó cũng nông thôi bạn, nó cạn thôi, thì khả năng bám bụi nó chắc mình nghĩ nó sẽ ít. Rồi, xếp. À, cái giao diện mà nó bung cái Windows 11 ra các bạn, nó sẽ có những cái giao diện đồ họa nó sẽ khác một chút xíu. À, tạo cho mình cái cảm giác lạ khi mình làm lần đầu tiên các bạn. Một Windows 10 thì trước giờ làm thao tác nhiều rồi, khá là quen thuộc. Rồi, Neo, mình để là tên đeo luôn các bạn nha. Password thì tạm thời mình khỏi để password. À, khách hàng người ta sẽ đọc sao các bạn nha. Rồi, tới giai đoạn này mình chờ chút xíu bạn. À, máy kêu mình được tắt, cứ để vậy. Rồi, vô tới Windows rồi các bạn. Ở cái giao diện Windows đột nó là cái dàn menu nó nằm ở giữa nữa các bạn. Đó, nhìn tiếu ha. À, thật sự là cũng không quen lắm các bạn. Rồi, Star Run DXDAG. Đó, các bạn thấy không? Dell Vostro 15-3510 này các bạn, BIOS là 1.5.1, i7-11-65G7, 2.8GHz này các bạn, 8 CPU. Rồi RAM là 8GB nè các bạn. Rồi, cạp hình thì nó sẽ có cạp hình tích hợp Intel Iris Xe Graphics nè các bạn. Đó, cái onboard này cũng khá là mạnh luôn. Rồi, render là tức là cạp rời các bạn, là Nvidia GeForce MX350. Thì cái cạp này có VRAM là 2GB các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cài thêm một số cái phần mềm cần thiết để các bạn tham khảo. À, để khách hàng sử dụng các bạn. Đó, Windows 11 Home Single Language nha các bạn, Active Digital License nè. Rồi thì mặc dù á là cái Windows 11 nó cũng mới ra các bạn. Tuy nhiên á, khi các bạn vừa bung Windows ra khỏi Windows ra thì các bạn cũng nên vào setting ha. Rồi sau đó các bạn vào update security và các bạn sẽ cho chạy trình update để update lên những cái phần mới nhất của Windows 11 bây giờ. Sau đó ta chọn download nè các bạn. Đó, thì nó sẽ download về. Ở đây nó có cái mục rất là quan trọng luôn các bạn thấy ha. Các bạn sẽ để ý nha các bạn. Nó sẽ có mục là Dell Inker nè. Rồi, firmware thì cái phần này là cái phần mà chút xíu nữa nó sẽ update BIOS của cái máy mình á. Thì các bạn phải lưu ý nha, khi mà update BIOS á thì một là after phải cắm điện nè các bạn. Và cái máy phải có pin, thì tất nhiên cái máy laptop này pin là pin trong rồi, không có sợ phải tháo pin ra. Tuy nhiên á, nếu mà các bạn nào sử dụng cái máy laptop đời cũ thì các bạn phải cẩn thận nha. Pin mình nó có bị chai hay không á. Rồi, adapter ghim chặt điện hay không. Chứ trong quá trình mà update firmware này mà lỡ có vấn đề gì về điện á, làm cho máy mình nó hết pin tắt á, thì nó sẽ bị lỗi không có lên được nữa đó các bạn. Rồi, ok. Đó là đôi nét về cái con Dell Vostro 3510 chạy Core i7 thế hệ. Rồi một số cái thông tin chi tiết kỹ thuật các bạn có thể tham khảo trên web của Dell các bạn. Đó, thì mình mở để các bạn tham khảo vậy thôi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip. Cái con CPU Core i7 đời 11-765G7 này các bạn. Nó có cái backlog là 2.8 ha. Ngoài ra turbo boost nó lên tới 4.7GHz luôn các bạn. Một cái mức xung khá là cao. Khá là thú vị.